Để đảm bảo sức khỏe cho bộ đội và các lực lượng phục vụ diễu binh diễu hành và tham gia các hoạt động trong dịp tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Bệnh viện Dã chiến mức 2 đã được Tổng cục Hậu cần thành lập lâm thời. Và mọi công tác chuẩn bị cho bệnh viện đã gấp rút được thực hiện để sẵn sàng hoạt động trong ngày đại lễ của đất nước. Từ sáng sớm, những chiếc xe mang các thiết bị y tế hiện đại phục vụ khám chữa bệnh và các chủng loại thuốc đã được tập kết tại sân bệnh xá D40, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên. Giường bệnh, máy móc hiện đại phục vụ khám chữa bệnh được lắp đặt nhanh chóng để hoàn thiện bệnh viện dã chiến cấp 2 với quy mô 50 giường bệnh. Trong cái quá trình mà chuẩn bị để thực hiện cái nhiệm vụ quan trọng này thì ban giám đốc, Đảng ủy ban giám đốc bệnh viện dã chiến cùng các chủ nhiệm khoa và toàn thể các đồng chí đã phải nỗ lực hết mình, làm việc với công suất tối đa, không chỉ 100% mà 200%, làm việc trong giờ hành chính và ngoài giờ hành chính để hoàn thành tốt nhất cái quá trình chuẩn bị. Với mỗi cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế ở đây tận tâm, tận tình để phục vụ bộ đội và nhân dân là tôn chỉ cao nhất. Bởi vì bệnh viện là nơi cứu chữa và thu dung bệnh nhân từ cấp 2 trở xuống để sẵn sàng phục vụ cho chăm sóc sức khỏe cho toàn bộ các cán bộ chiến sĩ mà đang rất là nỗ lực luyện tập ngoài kia. Vì vậy nên là tôi cảm thấy là rất là vinh dự và tự hào. Bệnh viện dã chiến lâm thời trong đợt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ gồm 9 bộ phận, gồm các khoa trọng điểm đủ năng lực thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ: sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị các trường hợp phát sinh ốm đau trong quá trình diễn ra diễu binh diễu hành, đồng thời hỗ trợ hệ thống y tế địa phương tham gia phòng chống dịch bệnh. Được lựa chọn là những cái đồng chí mà có kinh nghiệm trong công tác khám chữa bệnh tại hai bệnh viện 354 và 105, cũng như là đã từng tham gia các lực lượng như là gìn giữ hòa bình tại Sudan hoặc là tham gia các chiến dịch cứu trợ Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra thì về mặt trang thiết bị và phương tiện thì chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị và phương tiện cho một bệnh viện dã chiến cứu chữa mức 2. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị khám chữa bệnh được lắp đặt đầy đủ, cùng đội ngũ bác sĩ quân y giàu kinh nghiệm sẽ góp phần đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe, phục vụ cho ngày lễ lớn của đất nước.